Chiều nay, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Cao Thị Huyền Trân chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại buổi làm việc, năm học 2021-2022, tuy gặp nhiều khó khăn do COVID-19, nhưng ngành giáo dục thành phố đã hoàn thành các mục tiêu năm học. Công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023 đang được triển khai. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất chưa theo kịp sự gia tăng nhanh chóng về sĩ số học sinh, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Việc tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn khó khăn. Về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố, hiện nay Sở đã hoàn thiện dự thảo 2 nghị quyết, còn 2 nội dung xin lùi thời gian sang kỳ họp cuối năm. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục, có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã có ý kiến về một số vấn đề giáo dục đang được quan tâm như hiệu quả đề án nâng cấp mở rộng trường học, thiếu giáo viên cục bộ, phân luồng học sinh, sách giáo khoa. Đối với một số kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ban Văn hóa và Xã hội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ở kỳ họp sắp tới.